để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé. Đây là lúc bạn còn con nít, nít còn xanh, chưa phải đàn anh hay đàn chị. Rồi sau đó bạn lớn lên, quàng khăn đỏ và thấy rằng cuộc đời này sao mà đơn giản thế. 1+1=2. Thêm chút thời gian nữa, bạn bước tới thời sinh viên và nhận ra rằng tích phân của x bình phương trừ cho y giải thừa cộng với logarit của z chạy giới hạn đến dương vô cùng rồi lấy đạo hàm bậc 68. Cũng có thể bằng 2. Cuối cùng cũng tới lúc bạn đi làm, đầu vuốt keo, mắt trong veo, nhiều gái theo nhưng vài chỗ vẫn teo. Từ nhỏ đến lớn, bạn tiêu dùng rất nhiều các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Từ bình sữa, tã lót ti giả, cho tới mì tôm, dầu ăn hay khăn ướt, rồi điện thoại, quần áo và đồng hồ. Bạn đã đóng góp kha khá tiền của mình vào quỹ chung gọi là ngân sách nhà nước. Ngoài ra, chúng ta còn đóng các loại thuế khác như thuế thu nhập, thuế sử dụng đất, nhiều loại phí và lệ phí khác nữa. Chính lúc này khi sử dụng Internet và điện thắp sáng là bạn đang đóng thuế. Thử tưởng tượng tiền thuế của chúng ta mỗi ngày dùng để nuôi một chú lợn. Người và lợn ở bên cạnh nhau luôn luôn, chỉ có điều bạn thì không chắc, nhưng chú lợn thì ngày càng béo quay. Tình người và lợn tưởng như luôn khăng khít, không bao giờ chia lìa, thì một ngày kia, chú lợn bỏ đi theo tiếng gọi của đài phát thanh. Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân. Những chú lợn này tập hợp lại thành một cô lợn nái chính là ngân sách nhà nước. Hơn 90% ngân sách nhà nước là do tiền thuế của chúng ta tạo nên. Vậy tiền của chúng ta đang được dùng để làm gì? Thuế là sản phẩm tất yếu từ sự xuất hiện của bộ máy nhà nước. Thuế ra đời đầu tiên tại Ai Cập cổ đại, Pharaoh thích đánh thuế lúc nào thì đánh. Hoàng gia và các đền thờ đều được miễn. Trong lịch sử nhiều quốc gia, thuế chủ yếu được dùng để đắp đê, nuôi quân đội hoặc xây lâu đài để vua cho sướng. Qua quá trình đấu tranh hàng ngàn năm, tiền thuế đã được sử dụng nhiều hơn cho mục đích chung. Ngày nay, ngân sách nhà nước chủ yếu được dùng vào 3 mục đích, gồm chi thường xuyên, chi trả nợ và viện trợ, và chi đầu tư phát triển. Một trong những mục đích quan trọng nhất của ngân sách nhà nước là để đầu tư phát triển các dịch vụ công nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu của toàn dân. Là một công dân Việt Nam đóng thuế, bạn có quyền được hưởng các dịch vụ công như điện, đường, trường, trạm. Vì cuối cùng thì tất cả cũng là tiền của bạn mà thôi. Việt Nam là nước có tỷ lệ thu thuế và chi tiêu công cao vượt trội trong khu vực. Tuy nhiên, chi phí dành cho đầu tư phát triển chỉ chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách. Trong khi đó, chi thường xuyên chiếm tới gần 70%, tức là phần lớn tiền của nhân dân Việt Nam đóng lại là để trả lương cho công chức nhà nước. Bác Nguyễn Xuân Phúc đã từng phát biểu, trong bộ máy của chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cấp ô đi, tối cấp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào. Với các dự án đầu tư phát triển, dù chỉ chiếm khoảng 17% ngân sách, nhưng cũng chưa được sử dụng hiệu quả. Ngoài các con đường rác bê tông sỏi đá, thì Việt Nam chúng ta còn có những con đường rác bạc, rác vàng, phù hàng đắt nhất trên thế giới. Không những thế, để quảng bá về lịch sử dân tộc mình, chúng ta cũng không ngại chi hàng chục tỷ cho bộ phim không người xem hoặc hàng ngàn tỷ để xây dựng những bảo tàng kỷ niệm không người đến. Hiện nay, kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước được đóng dấu mật trước khi phê duyệt. Khi nhà nước không công khai thì chúng ta không thể tham gia đóng góp ý kiến hay giám sát được. Chính điều này gây ra rất nhiều lãng phí trong quá trình sử dụng ngân sách. Vì thế, muốn ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả hơn thì việc đầu tiên nhà nước cần làm là công khai kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp trước khi phê duyệt. Chân thành mà nói, chúng tôi đã không thể nghĩ ra cách trình bày nào thú vị hơn cho phần giải pháp này. Anh Phù đã luôn lo sợ rằng bạn sẽ tắt video này bất kỳ lúc nào, hay phải làm sao để bạn thấy mình trong câu chuyện của chúng tôi. Khi bạn đã xem tới đây, xin hãy tắt video này nếu bạn không tin rằng chính mình có thể tạo ra sự thay đổi. Nếu bạn vẫn tiếp tục xem, tôi hy vọng những lời sau không làm bạn buồn. Chính là bạn chứ không phải ai khác gây nên những lãng phí bất công cho xã hội. Bạn thờ ơ, vô trách nhiệm và cuối cùng bạn chẳng biết gì về quyền lợi của mình cả. Lợi ích của chung nhưng lúc nào cũng là một nhỏ đấu tranh cho nó. Bạn biết vì sao không? Vì lúc nào bạn có tư tưởng là người khác làm rồi thì việc gì mình phải làm. Rồi sau cùng chẳng bao giờ thay đổi được chuyện gì. Vì đơn giản thôi, là người ta sẽ cười vào mặt bạn vì bạn dốt. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói, Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai. Là như vậy đó. Chủ tịch Quốc hội nói là dân quyết sai thì tự chịu. Bạn nhận ra rồi chứ?
chứ, người ta thấy chim và bắt đầu hỏi vì sao con người không bay nhỉ? Thế là người ta phân mình là máy bay. Người ta thấy cá và hỏi tại sao người không lặn. Thế là tàu ngầm ra đời. Rồi người ta hỏi vì sao không công khai phương án phân bổ ngân sách nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp nhở? Và rồi Todokabi ra đời. Mà Todokabi là cái gì nhỉ? Todokabi là tôi đố có biết. Đây là một dự án của Apple nhằm thúc đẩy thông qua công khai phương án phân bổ ngân sách nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả. Hãy nói nhiều, chết. Nhớ like đấy, nhớ share nữa, subscribe luôn.